cái người mà họ biên tập á, họ biên tập nội dung ấy, thì họ lại ghép như thế này thì nhìn cho nó cũng hơi mệt, nó hơi mệt. Cái ông thiên tử này nè, ông này nè, trong chú giải nói ông trước đây ông từng là một hành giả ha, ông từng là một hành giả. Các vị sẽ hỏi tôi chứ hành giả tiếng Bali kêu là cái gì, thì hành giả tiếng Bali kêu nhiều lắm, kêu là quý. Nếu mà người tu thiền quán thì là quý Pasaka, cái là hành giả thiền quán. Rồi hành giả thiền chỉ kêu là Sa Di. Mà đôi khi cái chữ này nè, nó cũng chỉ luôn cho cả thiền quán nhưng mà nó không có nhiều. Thường Sa Di là chữ thiền chỉ thôi. Rồi hành giả thiền chỉ ha. Đấy, Sa Di. Rồi ở trong đây thì nó lại có một cái chữ nữa, đó gọi là cái chữ Yoga Vacchara. Yoga Vacchara cũng là hành giả nha. Rồi một chữ nữa là chữ Yogi cũng là hành giả nha. Mình là Phật tử, đặc biệt là Phật tử Nam Tông. Đúng là tôi không có ý phân biệt, nhưng mà tại sao tôi đem với Nam Tông ra, bởi vì Bắc Tông thì họ khoái tiếng Tàu à, với hai nó họ họ thích Hán Việt. Nhưng mà mình Phật tử Nam Tông thì biết được cái từ Bali vẫn tốt, chứ Phật tử Bắc Tông thì họ là coi như là hầu hết là bên Tàu đầu thai qua, cho nên là họ họ gặp cái chữ Bali họ sợ lắm. Bắc Tông, cái chủng tử Bắc Tông là chủng tử Trung Quốc, cho nên cái trang phục của họ cũng là trang phục của cái Trung Quốc. Tụng niệm là việc tụng niệm theo chữ Trung Quốc à, rồi cách hiểu cũng hiểu theo chữ Trung Quốc à, rồi cái thuật ngữ Phật học cũng tiếp tục là Trung Quốc, cho nên mai này họ chết là trả về Trung Quốc. Và hôm nay mình có chống cộng ở chống Trung Cộng cỡ nào đi nữa, nhưng mình hiểu nhầm cái đồng minh của Trung Cộng chính là cái Bắc Tông đó. Tức là không kể nào mà mình lìa bỏ được cái Trung Quốc đó. Đời đời tôi biết nói là sốc nhiều người, nhưng mà tôi không thể không nói. Thế mình nhớ mình, cái chủng tử nó gieo quan trọng lắm, cho nên nếu mình tiếp tục mình theo Phật giáo Tàu thì mình hiểu nhầm là cái Hoàng Sa Trường Sa đó là phải của Tàu. Là vì sao? Là vì mình cứ sống tu theo Tàu thì mai mốt mình chết đi về Tàu, mà mình là người Tàu thì tự nhiên mình thấy cái Hoàng Sa Trường Sa đó là của Trung Quốc, cái mắt gì của Việt Nam à. Nó tôi biết, tôi nói nhiều người, tôi nói ở đây nhiều người nghĩ tôi có cái ác ý mà tôi châm biếm, mà không phải, đó là một sự thật. Tức là mình đi cái tâm tư tình cảm của mình dồn cho cái gì nhiều thì mình sẽ về với nó. Nếu phước mình nhiều thì mình sẽ về với nó trong một cái vị thế ngon lành, còn nếu mà phước mình ít thì mình về với nó trong một cái hoàn cảnh không được, được đẹp, nó hơi buồn một chút. Tôi ví dụ như cái kiểu sống của người Tây phương ấy, họ sống nặng về vật chất, họ không có biết Phật pháp, họ không có tu tập bố, họ không có tu tập trí tuệ thiền định, họ không có. Nhưng mà họ sống rất là dễ thương, người Âu Mỹ sống rất là dễ thương, họ rất là tốt bụng, họ thương người, nhưng mà họ không có giữ giới, họ không có giữ giới. Chính vì vậy cho nên nếu mà họ sanh trở lại mà họ có phước thì họ tiếp tục họ làm người Âu Mỹ, thì với cái tâm tình của người Âu Mỹ thì phải trở về với Âu Mỹ. Nhưng mà nếu phước nhiều thì được làm người, còn nếu không có phước nhiều thì sanh làm những cái loài mà mình không có ngờ, ví dụ như là con bạc rê chẳng hạn, con chó bên Âu Mỹ nó sướng vô cùng. Mà tôi biết tôi nói này sẽ làm cho nhiều người sốc, nhưng mà tôi nghĩ cũng phải nói. Tức là mình nhìn những người Âu Mỹ mà họ không có tu á, mình nghĩ cái này cái chuyện mà họ trở lại để làm chó nó rất là dễ, rất là dễ. Bởi vì mình thích chỗ nào mình sẽ quay về chỗ đó, nhưng mà nếu phước mình nhiều á thì mình sẽ trở lại trong một cái hoàn cảnh tốt hơn, còn nếu mà phước mình ít á thì mình sẽ trở lại trong cái hoàn cảnh thấp hơn. Mà miễn sao mình vẫn quanh đó thôi, miễn sao là mình vẫn quanh trong thế giới đó. Tôi từng biết một bà chủ nhà hoàng ở Mỹ, bà có con chó nó chết mà bà ấy bỏ ra cả 1.000 đô la để mà làm cái mộ bia cho nó, mà đẻ bằng tiếng Anh đó. In memory of Lucky, vô cùng thương nhớ con Lucky. Rồi mình biết là bên Âu Mỹ cái chuyện mà họ bỏ ra 1.000 đô la để mà đưa chó đi thú y thì nó bình thường. Cho nên sống sống rộng rãi mà chỉ biết hưởng dục mà không biết làm phước
thì đời sau sinh ra là cái chuyện mà làm chó nhà giàu là chuyện nó rất là bình thường nha. Mà tại sao tôi đi một cái dòng nó hơi 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 mênh mông như vậy là bởi vì tôi muốn nói thế này: mình chống cái gì thì mình coi chừng cái lòng, trong lòng của mình có thật sự chống nó hay không. Thí dụ như mình nói mình chống độc tài, nhưng mà trong lòng của mình lại rất là độc tài, mà rất là cửa quyền, mà rất là gia trưởng nha. Thì chỉ cần những cái công đức tu hành của mình đời này, đời sau sinh ra rất có thể nhờ những phước mình sẽ làm vua. Nhưng mà vì bây giờ cái tánh của mình là cái tánh độc 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 đoán, cái tánh gia trưởng nó quen rồi, cho nên mai này chỉ cần mình có chút công đức mình sẽ trở thành là một ông chủ độc đoán, một cái nhà lãnh đạo độc đoán, một thủ tướng, một tổng thống độc đoán, độc tài, cái gì đó không có gì lạ hết. Cho nên nếu mà mình biết được một chuyện này mình có thấy kinh hoàng, là mình nhìn thấy người ta làm ác nghiệp, người ta tạo, người ta làm cái nghiệp mà xấu đó mình sợ đã đành rồi, mà mình thấy người ta làm việc thiện mình cũng sợ nữa. Tôi biết tôi nói là nhiều người không đồng ý, mà tôi vẫn phải nói, và các vị hoàn toàn có thể đi kiểm chứng ở các vị tôn túc nha. Tức là tôi nhìn thấy người ta làm cái bất thiện là tôi sợ rồi. Ví dụ như mình thấy người ta đập con muỗi, người ta giết con kiến, bây giờ mấy con nó bị chết là nó chỉ là con ruồi, con muỗi, con kiến. Nhưng mà mai này cái lúc mà nghiệp mà nó trổ lên người của mình thì mình không biết lúc đó mình là cái gì. Thí dụ như lúc mà mình mới là một vị tổng thống vừa nhậm chức, một hoa hậu vừa được đoạt giải, một hoàng tử vừa mới chào đời thì bị chết thảm. Mà cái nghiệp mà để làm cho mình chết thảm là ở đâu nó ra? Là do ngày xưa mình sát sanh đó, mà mình cách cho mình giết có con ruồi không à, mà cái lúc nó nghiệp nó trổ trổ nhầm cái lúc mà mình đang được đang hưởng đó. Cho nên thấy người ta tạo nghiệp bất thiện là mình sợ, sợ giùm mình sợ cho đó. Rồi cái thứ hai nữa, thấy người ta nói xấu nhau, thấy người ta đánh, người ta chửi, người ta hành hạ nhau là mình sợ. Là sợ thứ gì nào? Là sợ chỗ là mai này khi cái nghiệp nó trổ đó, một mình làm nghiệp bất thiện, nhưng mà do cái nghiệp đó đó đời sau đó thiên hạ họ gặp mặt mình là không muốn chửi, không muốn đánh mình rồi. Mà như vậy thì cái nghiệp bất thiện nó lại lây ra từ một người, nó lây ra vô số người, dễ sợ như vậy đó. Có nghĩa là tôi bây giờ tôi chửi quý vị nghe, thì đời sau kiếp khác là sanh ra tôi nhìn thấy mặt tôi muốn chửi, mà cái người chửi tôi họ lại gieo một cái nghiệp bất thiện nữa. Cứ như vậy nó lây lan nó đến vô cùng vô tận, dễ sợ như vậy. Rồi, lý do cuối cùng, chuyện cuối cùng, tại sao mà tôi thấy một người Phật tử làm việc thiện mà tôi sợ? Các vị có nghe ai nói ngược ngạo như vậy chưa? Có ai thấy người ta làm việc thiện mà mình sợ chưa? Tôi có. Là tôi nói các vị đừng có giận nha, cái Phật pháp của tôi phải khác quý vị nhiều lắm chứ. Tôi thấy cái này mà tôi sợ. Tôi thấy cái cô này cổ tánh của quá nhiều cái bất thiện đi, cổ nhỏ mọn, cổ ganh tị, mà cổ độc đoán ha, cổ gia trưởng, mà bà lại làm phước rất là rộng rãi. Cái bà này với cái nghiệp này bà làm hoàng hậu không khó gần, với cái tấm này trong vòng luân hồi bà làm bà chủ không khó gần. Mà trong khi đó bà chỉ có phước mà bà quên có cái đức, có nghĩa là cái tấm bà như vậy mà bà là hoàng hậu phải chết người ta không? Chết là cái chắc này. Hoặc mình nhìn thấy những vị sư mà mình thấy tu hành chân chánh trong sạch mà cái tánh tình quá là khó khăn, mình thấy mình sợ giùm. Cái tay này là về sau làm vua làm tướng là chuyện rất là bình thường, mà có điều tánh tình khó khăn quá, nói một tẹt luôn. Thí dụ như bây giờ mình nhỏ mọn đi, mình xài những chữ hơi nặng đi, như bây giờ cái vị đó có tánh nhỏ mọn, có tánh đố kỵ, mà với công đức tu hành ở đời này này thì mình có thể nhìn thấy cái viễn cảnh tương lai đáng sợ của vị đó. Có nghĩa là với cái công đức tu hành bây giờ này, mà nếu mà cái tánh tình đó mà không có sửa đó, thì mai này sinh ra nó làm vua làm tướng là chuyện rất là bình thường, mà vô cùng độc tài, vô cùng nhỏ mọn, vô cùng độc tài, vô cùng nhỏ mọn, có phải khổ cho chúng sinh không? Cho nên xét kỹ là dòng luân hồi nó đúng là đáng sợ, nó đúng là kinh hoàng, phải nói là kinh hoàng. Thấy người ta làm ác mình sợ đã đành, mà thấy người ta tu hành mình cũng sợ, sợ chứ. Bởi vì làm phước nhiều nhưng mà không có sửa cái tánh xấu, đời sau kiếp khác sinh ra đó thì chết cha thiên hạ nha, chết thiên hạ, chết. Nhìn thấy sợ quá, giống như mình nhìn thấy một cái thằng mà du côn mà nó đi học võ vậy đó, nó y chang như vậy. Nó đã du côn là mình đang án rồi, mà nó còn đi học võ đó là mai này là ai mà chịu nổi. Thì một cái người mà bất thiện đó, mà nếu mà họ có tu tập, họ có làm phước đó, thì dĩ nhiên nói theo cái kiểu mà chung chung đó, thì đáng mừng đó. Nhưng mà nếu mà nói rốt ráo đây là điều đáng sợ.
Có nghĩa là thế gian này rồi đây sẽ có vô số Hitler, vô số Pol Pot. Và tôi cũng xin thưa với các vị một chuyện nhé. Đừng có tưởng Hitler mình bóp dễ làm, mình phải phước báo ghê gớm lắm mình mới làm Hitler nha, nhớ đó nha. 90 sư đoàn của Đức Quân xã đều răm rắp nghe lời Hitler. Hitler muốn bao nhiêu vàng, bao nhiêu kim cương đều được, bao nhiêu tranh ảnh hội họa quý hiếm đều được hết. Điều đó có nghĩa là Hitler là phải là cái đủ cái phước của một vị đại đế chứ đâu phải là người tầm thường nhé. Rồi Pol Pot, rồi ai nữa, rồi Mao Trạch Đông, rồi ai nữa, rồi Fidel Castro và những đồng chí rất mực trung kiên của họ nha. Thì họ ác, họ độc tài cỡ nào đi nữa, nhưng mà phải nhìn nhận họ phải có cái phước lớn ghê gớm lắm thì họ mới ngồi được vào cái vị trí đó, chứ đâu phải dễ làm anh tốt. Các vị đừng tưởng dễ làm anh tốt, bởi vì có đọc sách một chút mình cũng biết tất cả những tổ chức chính trị thất bại không nói, tôi chỉ nói thành công thôi nha, tất cả những tổ chức chính trị thành công thì cái người lãnh đạo của nó luôn luôn là cái mạng sống chuông treo chỉ mình. Là vì sao? Là vì là đối thủ của họ luôn luôn tìm mọi cách để khử họ. Một là trực tiếp khử họ như theo cái cách kẻ thù hại kẻ thù, mà cũng có cách là họ mua chuộc em út của mình để khử mình. Có một chuyện mình phải biết là Mao Trạch Đông có vô số lần bị ám sát khủng, Fidel Castro cũng vô số lần bị ám sát khủng, Pol Pot là vô số lần ông đối diện với cái chết trong rừng sâu vô số lần. Mà khi mà cái nghiệp của dân Campuchia nó chưa có hết thì không ai giết được ông hết. Khi cái phước của ông còn được hưởng thì không ai giết được ông. Ông chưa đến lúc chết thì cũng không ai giết được ông. Phải nói như vậy. Cho nên đây là nãy giờ tôi đang nói là cái tội khổ trầm luân. Hễ ngày nào mà còn luân hồi đó là cái ngày đó mình còn phải đối diện với bao nhiêu là cái chuyện đáng sợ nha. Dễ sợ như vậy đó. Cho nên hôm nay mà thấy bà con vô nghe pháp thì cũng ớn. Mình nghe pháp là mình gieo cái nhân trí tuệ, nhưng mà nếu mình có quá nhiều cái tật xấu đời sau sinh ra mình khôn mà mình gian, khôn mà gian. Ok, ở đây đó là cái ông Camara nằm nói thế này, Bạch Thế Tôn ấy. Có quá nhiều cái chuyện thiện khó làm, có quá nhiều cái việc thiện khó làm, thì Đức Phật sẽ chẳng đúng. Đúng, có nhiều chuyện khó làm nhưng mà cái người tu hành phải ráng mà làm, bởi vì á cái trên đời không có hạt cơm miễn phí, cái gì cũng phải có cái giá để trả hết. Cái gì cũng phải có cái giá để trả. Thì cái chuyện tu hành đó là chuyện khó, trong đây có xác nhận tu tập thiền định giới hạnh là một chuyện khó, nhưng mà phải làm được cái khó này nè thì mình phải chấm dứt sanh tử, mình phải được an lạc vĩnh viễn. Và ở đây tôi cũng xin mở ngoặc nói thêm, cái chữ an lạc trong Phật giáo truyền thống nó không giống như thế gian. Thế gian an lạc đây có thể là một sự hưởng thụ ở một cái cảnh giới nào đó, một cái môi trường, một cái bối cảnh sống hấp dẫn nào đó. Nhưng mà cái chữ an lạc trong Phật giáo nó có nghĩa khác, nó là sự chấm dứt toàn bộ tất cả mọi hình thức hiện hữu. Trong Phật giáo truyền thống không có sự vãng sanh nơi các cõi Phật, bởi vì hễ còn có cái sự có mặt, còn có sự tồn tại, còn có sự hiện hữu thì còn có vô thường, khổ và vô ngã. Bởi vì sao? Bởi vì mọi vật ở đời này nó không thể nào mà nó đứng yên, nó có tới 1 tỷ lý do, 1 tỷ chứ không phải là 1 triệu, mà tới 1 tỷ lý do là mọi sự nó phải vô thường. Thí dụ như bây giờ mình nói nhẹ nhẹ nhất, mọi sự nếu mà nó đứng yên thì làm sao một đứa bé mà từ bụng mẹ mà nó chui ra được, nó phải có vô thường nó mới chung ra chứ. Chứ bé ở trong bụng mẹ hoài sao, nó phải nhờ có một cái sự vô thường, nó phải có cái sự đi tới, nó phải có sự đi tới, nó phải đi ra, nó mới ra khỏi bụng mẹ, nó trở thành một đứa bé bình thường. Rồi từ một đứa bé mà còn nằm ngửa nó phải vô thường để nó biết đi biết chạy, rồi từ đó nó mới dậy thì nó làm thanh niên thiếu nữ, rồi nó phải vô thường để nó trở thành một người trung niên có sự nghiệp. Chứ nếu mà mọi sự nó không vô thường thì làm sao mà đứa bé mà 4 tuổi mà nó có thể bỏ được, rồi nó phải vô thường, nhờ cái vô thường cho nên nó mới lìa bỏ được cái tuổi 18. Để làm chi? Để nó mới lấy được bằng đại học.
cái chuyện biết cái là mọi sự nó tồn tại bằng cái sự xê dịch, bằng sự thay đổi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trong vô số kiếp sanh tử mình đã tạo bao nhiêu là nghiệp thiện nghiệp ác, thì chính những cái thiện nghiệp ác, những cái nghiệp mà thiện ác đó đó, hãy khi nào mà cái ác nghiệp nó trổ quả thì mình phải sống khổ, mà khi nào cái thiện nghiệp mình nó trổ quả thì mình được sống sống vui. Thì chỉ riêng cái nghiệp quá khứ đã đủ làm cho cái cuộc trầm luân của mình là luôn luôn bất trắc, luôn luôn là vô thường. Cho nên thứ nhất là vì cái lý nhân quả mà mình phải bị vô thường, thứ hai là vì cái lý tam tướng mà mình phải bị vô thường, rồi cái thứ ba mình thấy là vì cái nội tâm của mình, làm cái tâm của mình ấy. Cái đó là cái vật gì đó được gọi là hấp dẫn, là vì sao? Là vì nó phải có, nó phải đáp ứng một cái nhu cầu nào đó của mình thì nó mới được xem là hấp dẫn chứ. Các vị nghe kịp không? Nó phải đáp ứng được cái nhu cầu nào đó nó hấp dẫn. Ví dụ như bây giờ tôi phải đói bụng tôi ăn mới nó mới no nó mới ngon, tôi phải khát nước ăn nó mới ngon, tôi phải buồn ngủ tôi ngủ mới ngon, tôi thương nhớ mà tôi gặp được thì tôi mới vui. Chứ còn nếu mà cái sự nhớ nhung mà nó không có tha thiết da diết thì tôi gặp tôi đâu có vui. Cho nên muốn một cái cuộc trùng phùng mà muốn cho nó vui á, thì khi lìa xa nhau mình phải có cái nhớ dữ dội. Muốn có một bữa ăn ngon á, thì mình phải đói dữ dội. Muốn uống nước cho nó đã đó, mình phải khát dữ dội. Mà mình muốn nằm cho nó đã đó, thì mình phải nhức mỏi buồn ngủ dữ dội. Các vị nghe kịp không? Đấy, nó nằm ở chỗ đó đó. Cho nên là hễ mà muốn có vui thì nó có khổ, cũng phải có cái khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui là chỗ đó. Cho nên mọi hiện hữu trên đời này đều là khổ. Cho nên ở đây nó cái bậc thánh là cái người lìa bỏ hết, muốn lìa bỏ mọi sự đó. Muốn được hạnh phúc thật sự là phải lìa bỏ mọi sự. Cho nên ở đây cái chuyện đầu tiên tu hành là chuyện khó làm, tuy nhiên người tu hành vẫn phải làm. Và điều thứ hai đó thì trong đây mới giải thích thế này, biết đủ tức là tri túc, thật là cái chuyện khó làm, nó phải đúng. Biết đủ là một chuyện rất là khó làm. Là vì sao? Là vì có bao nhiêu người hiểu được Phật pháp, có bao nhiêu người bỏ được thói quen tích trữ trong nhiều kiếp. Giờ thứ nhất, có bao nhiêu người hiểu được Phật pháp? Hiểu được Phật pháp thì tự nhiên mình tri túc nó dễ lắm. Mình thấy rằng thứ nhất mình sống được bao lâu, mình chắc một ống đó, chắc một ống. Một ngày mình có giàu hay nghèo mình cũng chỉ ăn cái bao nhiêu bữa đó thôi, chứ mình đâu thấy ăn một ngày mình đâu thấy ăn được 8 giạ lúa. Mình ngủ thì ngủ một cái giường chứ mình đâu thể nào ngủ cùng một lúc 3 4 cái giường nhé. Mà thứ hai nữa, mình sống được bao lâu mà mình tích lũy cái đó. Rồi thêm nữa đó, là tại sao có vô vàn những người khác cần mà mình không chia sẻ mà mình lại cứ cứ mình giữ cho riêng mình. Cái cục nợ mấy chục ký này nó đáng để mình làm cái chuyện đó cho nó hay sao nhé. Chính Phật pháp dạy mình cái đó, chính lời Phật đã dạy mình cái đó. Để dạy mình cái đó. Mà cái chuyện này nó khó làm là bởi vì cái người biết Phật pháp đâu có bao nhiêu. Biết mà biết cà lớn thì nhiều lắm nha. Tôi nói các vị đừng có buồn. Chứ mình mang tiếng là Phật tử thì nhiều, chứ còn cái Phật tử mà học đạo đó không có nhiều. Bây giờ kiếm đại người là Phật tử mà có pháp danh Bali thì Nam Tông chứ còn gì nữa đúng không? Quý Sa-kha, Sattacharya, Sattachari, Kujala Binh Nhu, ô Việt Nam đặt cái tên Bali nghe mắc cười. Đó, tên Bali là Nam Tông chứ còn gì nữa. Thì chứ bây giờ hỏi họ thì chứ bốn đế là cái gì? Trái quất. Thập độ là cái gì? Trái quất. Rồi chưa kể là họ họ nghe một số chuyện mà họ còn chịu đời không thấu nữa. Cái gì họ nghe nói thập độ là sản phẩm của đời sau đó, hỏi làm sao họ chịu nổi những cái chuyện đó. Hả? Làm sao họ chịu nổi cái câu mà thập độ là sản phẩm của đời sau? Rồi thậm chí họ không, một là không biết vị pháp, mà hai là biết cái kiểu con vẹt con sáo con nhồng con cưỡng cũng chết nha. Ví dụ như mình học vị pháp thì cứ cư cư mình cái đại thiện có 8 là chết rồi. Mình nghe nói ai đó nói đại thiện mà có vô số làm chịu không nổi, trong khi đại thiện người ta chỉ dựa vào ba cái chi tiết thôi, ba cái khía cạnh: hỷ hay là xả, hữu trợ hay vô trợ, hợp trí hay là ly trí, chỉ cái ba cái đó thôi. Rồi từ ba cái này nè người ta mới phân ra thành 8. Chứ thật ra đó, nó có tới vô số. Làm sao? Là vì cái hợp trí của cái người này nó không giống cái hợp trí của người kia. Cái thọ hỷ của người này nó không giống cái thọ hỷ của người kia. Cái vô trợ của người này nó không giống cái vô trợ người kia. Danh đẻ ra mỗi đứa một mặt. Hoa hậu năm ngoái không giống hoa hậu năm nay. Rồi tâm cái tâm tham cũng vậy. Mình nói nó có 8 mà thật ra nó có vô số. Mà nếu mình học, tôi chỉ ví dụ, chỉ hai cái trường hợp là mình đã chịu đời không thấu rồi.
À, rồi mình thấy cái con đường giải thoát nó có mấy, có chỗ là kẻ tám đó là kẻ Tây Bát Chánh Đạo, có chỗ kẻ bảy là Thất Giác Chi, kẻ ba là giới định tuệ, kẻ hai là chỉ quán, mà kẻ một thì có thể kể là niệm niệm xứ, niệm trong niệm xứ cũng được, ê cái danh đô mà kể làm sao cũng được hết nha, tùy cách kể. Mà có nhiều người họ cứ cư cư ở cho đó là mấy con số coi như là những cái hằng số bất biến không có thay đổi được đó. Mà may đó lại có học ba mớ rồi đó mà còn trẻ con đến như vậy, thì đối với những người không học thì còn chỗ nào mà nói nữa. Cho nên cái chuyện đầu tiên tôi đang nói về phép tri túc nó khó là vì sao, là vì mình không có bao nhiêu người biết Phật pháp, mà nếu mà biết được mà tri túc nó dễ, còn không biết nó khó lắm nha. Mình thấy ăn nó là cái chuyện bỏ đồ dơ vô người, mà mặc là gì, mặc là mình làm dơ tấm vải. Nếu mình hiểu theo kiểu Phật pháp, thay vì nói thì ngoài đời mình mặc cho nó đẹp ha, mình mặc cho nó ấm, mặc cho nó sang, mặc cho nó bẩn. Nhưng mà theo trong đạo mình mặc đồ là sao, mặc để cho nó đừng có lõa lồ khó coi, mặc để cho nó đừng có bị nóng bị lạnh, rồi chi nữa. Nếu nói cho rốt ráo, mặc để làm dơ cái bộ quần áo là đúng không? Cho nên nếu mà nói cho nó rốt ráo, một hành giả mà tu để một bất tịnh phải nói như vậy. Ai hỏi tắm xong làm cái gì nữa, tôi tắm xong tôi cái động tác thứ hai sau khi tắm là gì, là tôi làm dơ quần áo. Người ta không hiểu cái làm dơ quần áo là cái gì, làm dơ quần áo nghĩa là tôi mặc quần áo nha. Đó, nếu mà nói thì rốt ráo không phải là mặc quần áo mà là làm dơ cái quần áo. Rồi thay vì mình nói tôi vô giường tôi nằm, mà tôi có nói là tôi làm dơ cái giường, thay vì mình đi nằm ngủ thì mình nói là tôi làm dơ cái giường, mà thay vì mình nói mình ngồi trên ghế mình nói tôi đang làm dơ cái ghế. Nếu mình nói cho nó rốt ráo nó như vậy nha. Nhưng mà khổ chỗ đó là mình không có học đạo, chứ mình không có ngờ là mấy cái đó, đó thật ra cái đó mới đúng nha. Còn mình ăn không phải là ăn đâu, không phải là hưởng thụ, mà ăn cái ngay có nghĩa là mình chất đồ dơ vào trong người của mình nha. Mà nhờ mình biết được mấy cái này cho nên tri túc nó mới dễ làm nha, mới dễ làm. Rồi cái biết đủ, cái biết đủ đây chính là tri túc đó. Rồi cái tiếp theo là cái tịnh này. Cái bài kinh này nó có những cái rất là độc đáo. Cái xin lỗi, cái chương thiên tử thì rồi xưa rồi tôi đọc xong tôi quên mất tiêu, tôi chỉ nhớ là trong tương tôi không nhớ ở đâu, tới hồi tôi đọc trong đây tôi gặp tôi mừng lắm. Cái điều cái tức thì cái chữ này nó cũng là cái chữ mà tôi muốn bà con biết nha. Cái chữ này đối với tôi cũng là chữ quan trọng. Cái chữ này nó từ cái ngữ căn là chữ tus, có nghĩa là vui. Từ đó nó mới tạo ra cái chữ tusita là đau xuất, là cái cõi cõi vui nha, cái cõi vui tusita từ cái căn tus. Mà từ chữ tus thì nó tạo ra cái chữ tuất thí theo cái văn phạm Pali nha. Sẵn ở đây học chữ này nó biết luôn chữ khác luôn. Rồi các vị có thấy cái chữ Samtô Xá hay không? Cái chỗ ở của tôi bên Mỹ đó, tôi đặt cái tên đó là Samtô Xá. Sam đó là tự mình, một mình với riêng mình. Còn chữ Tô Xá có nghĩa là vui với riêng mình, có nghĩa là tri túc. Vui với cái mình có, vui với cái mình có. À, cái chữ Samtô Xá. Còn bên bên gì đó, bên Singapore nó có cái resort tên là Sen Sentosa, đừng có lầm nha, đừng có lầm. Sen cái kia là Sento, còn này là San. Sento rất là vui với cái mình có, tức là tri túc. Thì sẵn đây làm ơn nhớ những mấy chữ này, học mấy chữ này có lợi. Cái tốt thì nó còn cái chữ sâm tốt thi nữa, có chỗ mình thấy không, thấy không đấy, có chỗ là để sâm tốt thi hay là tốt thi, nó đồng nghĩa tốt thi hay là sâm tốt thi, nghĩa là vui với cái mình có. Mà vui với cái mình có nghĩa là tri túc. Mà tri túc nó có nhiều cái lắm. Một đó là một lúc nào đó tôi sẽ okay. Tức là tùy cái khả năng của mình, một là tùy cái khả năng kiếm của mình, nghĩa là cái khả năng mình có được bao nhiêu thì mình xài bấy nhiêu, đó là một. Rồi cái thứ hai nữa đó, đó là cái vị trí của mình tới đâu thì mình dùng tới đó, đó là hai, nhớ nha. Cái thứ nhất là mình kiếm được bao nhiêu thì mình xài bấy nhiêu. Rồi cái thứ hai là vị trí mình tới đâu mình xài tới đó. Thí dụ như bây giờ
Có người họ cho tôi cái họ đi Thái Lan về, họ đi họ đang ở Thái Lan, họ gọi phone cho tôi ví dụ thôi, hỏi gì chứ có cần cái gì thì mua cho sư làm quà. Lúc mà hỏi như vậy đó thì họ nói ở đây nó có bán cái lọng đẹp quá, lọng của Thái làm đẹp lắm. Cái lọng này tôi hỏi để làm gì, họ nói để rước, để khi nào đi rước rước thầy rước bà lấy này che cái đẹp. Thì nó bị trụ trì đó thì họ gật đầu là bởi vì họ lấy cái đó để họ rước khách tăng, nó bị cao tăng á, nghĩa là kỳ mà lễ lọc rồi đó. Nhưng mà riêng tôi cái việc tưởng tượng tôi ở một mình, tôi đem cái lọng gì tôi làm gì, tôi nói tôi lên tôi lấy cái lọng tôi che đó, tôi ngồi một mình tôi à. Cho nên dầu nó đẹp cách mấy mà dầu nó là miễn phí tôi cũng nên từ chối, là bởi vì nó không có thích hợp với cái hoàn cảnh sống của tôi. Trong khi đó cái người không đi tốt lại khác, cái gì họ thích họ cứ đem về, kể cả những món mà nó không thích hợp với họ. Hoặc là thí dụ như mình thấy mấy cái cặp mà Samsonite mà của mấy cái tay mà đi hội nghị gì nữa, mình thích thì thích, nhưng mình nghĩ lại mình là ai. Cái này cho tôi mở ngoặc nên tôi nói thiệt nha, cho tôi lâu lâu tôi nhìn thấy mấy cái hình trong nước đó, mà tôi thấy mấy sư mấy thầy Nam Tông Bắc Tông mà đi nói đi dự hội nghị gì không biết, mà thấy cầm cái Samsonite tôi thấy tôi rất là khó chịu. Là bởi vì tôi hỏi cái người mà cầm cái đó, đúng là họ đại biểu thiệt, họ là đại biểu thiệt, nhưng mà có điều là ở đâu tôi không biết, chứ ở xứ mình nó đi họp nghĩa là gì, là vỗ tay, là góp phần chen lấn, là đóng góp tài chánh, chứ đừng có, chứ còn mà trong số mà đại biểu cả mấy ngàn người về mà dự hội nghị đó, theo tôi biết đó, thì nhiều lắm là 1/10, nhiều lắm đó là 1/10 mới lên phát biểu rồi rồi cần tới giấy tờ tùm lum tà la, chứ còn đa phần á lại về chỉ góp cái phần chen lấn ấy, rồi vỗ tay cho nó lớn, rồi ra mà đóng góp tiền bạc cho hội nghị gọi là cho giáo hội gì đó thôi, chứ còn làm cái giống giải gì mà đi rồi cầm Samsonite rồi ông ta, hoặc là những cái rất là kỳ tu sĩ mà xài kiến mát, sao tôi nhìn nó tôi rất là khó chịu. Tôi không có ý bài xích bất kính phạm thượng ở đây, nhưng mà những gì tôi suy nghĩ thật lòng tôi đang nói về về cái hạnh tri túc mà, thì tu sĩ mà xài mắt kiến mát chỉ có một trường hợp đặc biệt đó, mình ngồi trên xe, mà trong trường hợp là cái chỗ ngồi của mình đó là không có phải chăm bẩm với nhiều người, không phải nhiều người họ đang chăm bẩm nhìn mình ngồi ở vị trí mà gần như không có bao nhiêu người để ý đó, thì lúc đó mình dùng kiến mát để bảo vệ con mắt của mình. Chứ nếu mình đi bộ trên đường mà dùng kiến mát thì tôi thấy nó cũng hơi dị nha. Tu sĩ dùng kiến mát, tu sĩ mà xài cái đồ da mà bóng loáng, tu sĩ mà cầm cái cặp da mà có mấy cái chính sách thương gia hội nghị nhìn nó cũng dị, thì trong trường hợp đó mình phải biết rằng mình là ai. Đại khái như vậy. Và có một chuyện này tôi ấm ức quá không cho tôi nói được, này đây là cái dịp tốt nhất, là cái lần đầu tiên tôi về Thái tôi gặp một vị sư người Việt Nam đó, không thấy tôi xài cái dèm, cái dèm đó là cái đại đó, ông nói ở Mỹ sẽ xài đồ cũ quá vậy, tôi khó chịu tôi đến bây giờ. Mà sao vậy đó, tôi mới thấy tôi là người rất là hiền, rất là mát, chỉ gặp mấy vị khác là họ đớp chát là kỳ lắm. Tức là có rất nhiều vị hiểu lầm rằng á, là ông sư có điều kiện thì cứ xài sang, nhưng mà thật ra họ quên rằng cái xuất thân mình là ai và cái mình có là của ai cho, thì tại sao mà mình phải nghĩ đến việc xài sang là sang sao. Có nhiều cái người ta không dám xài nên em cho mình rồi mới lấy cái tiền đó mình đi mình xài đồ sang, thấy cũng hơi dị nha. Cho nên cái tri túc thấy gì nó cũng khó, khó. Rồi cái tiếp theo đó là cái khó tịnh, cái số 4 là khó tịnh. Tịnh ở đây là gì? Tịnh ở đây tức là chữ upasama, chữ upasama. Các vị biết khi nãy đây, có một cái chuyện mà mình rất là khó làm ở đây đó là cái chữ gọi là có đời sống. Cái thứ nhất cái đời sống phẩm hạnh đó là khó, thứ hai nó biết đủ là khó, rồi cái thứ ba nữa đó là cái chuyện này nó hơi có cái lạ là gì nè, là cái bản Pali ấy. Cái bản Pali với cái bản tiếng Việt thì nó khác nhau ngàn trùng.
Thứ nhất á, vậy chắc phải viết cái nội dung theo bản Pali đi. Số 1 nha. Số 1. Cái gọi là Sila Samahita. Là giới định. Nhất là đời sống xuất gia là khó thực hiện, rồi số 2. Số 2 là niềm vui trong sự thanh tịnh của lục căn. Mô đây nhé, gọi là Indriyu Pasame. Indriyu Pasame. Trong chú giải còn cái trong chánh kinh là Chittavu Pasame. Chitta vu niềm an tịnh trong tâm. Ám chỉ in trí du ba sa mát. Rồi đây là trong bài kệ này vị đã nói một số chuyện khó làm. Cái chuyện thứ nhất là đời sống thức gia nó là khó thực hiện, rồi cái thứ hai nữa đó là cái sự thanh tịnh của lục căn là cái điều khó, cái niềm vui trong cái thanh tịnh lục căn là điều khó được. Cái điều thứ ba nữa khó thực, quên cái chữ khó thực hiện ở đây đó. Hả? Khó thực hiện là Dukkara. Nhớ là tôi quên ghi Bali vô. Còn cái là khó có được ở đây đó, sự thanh tịnh của sáu căn là khó có được, thì cái tiếng Bali gọi là Dullapha. À, rồi tiếp theo đó gọi là ý lộn 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 rồi lộn rồi lộn rồi cái niềm vui, cái thứ hai là cái niềm vui, cái niềm vui mà trong cái sự thanh tịnh của nội tâm á là khó được. Rồi cái tiếp theo đó là cái số mấy quên rồi. Số 2, số 3. Cái số 3 là tâm tư khó định tĩnh. Cái số 3 là tâm tư khó định tĩnh. Tâm tư khó định tĩnh. Tức là khó chứng thiền đó. Ha? Khó chứng thiền. Thì mở một đơn để là đút. Đúng là khó đó. Sama đã hát.
À, thì cái Samma đã há đầy đó nó cùng một căn nha. Samma đã há cùng một góc với chữ sát mê hí tá, rồi sát mê hí đã, nhớ nha, nhớ nè, cái tâm tư khó định tĩnh, tâm mình lăn xăng lăn xăng, thứ gì mình nói mình là Phật tử nha, mình là Phật tử, nhưng mà thật ra đó là cái chuyện mình ngồi yên là nó rất là khó. Và bữa nay tôi lần thứ 1 triệu tôi nhắc lại, không có cái gì nó bậy cho bằng người Phật tử cho mình cái quyền dốt vô đi, người Phật tử cho mình cái quyền xìu xìu ảnh ảnh trong cái việc tu tập. Bản thân tôi dĩ nhiên tôi là người dễ vui nha, tôi không dám nhận cái tin tức, nhưng mà khi nói pháp bắt buộc mình phải nói về mặt kỹ thuật, bắt buộc phải nói nghiêm túc như vậy. Có nghĩa là không ai có cái cho mình, không ai có thể cho mình cái quyền là vì hoàn cảnh của tôi được phép như vậy, cái đó không được. Bởi vì mình cứ nhớ mình là một bệnh nhân nha, mình là một bệnh nhân thì không có bệnh nhân nào mà lại đi dại dột nói rằng tôi hoàn cảnh bây giờ tôi phải ăn cái đồ độc hại, không được. Mình phải tận lực, mình bỏ được bao nhiêu mình bỏ, chứ mình không thể nói là tôi tại vì hoàn cảnh tôi hoàn cảnh thế này hoàn cảnh thế kia, không được. Cái sức tới đâu làm tới đó, chứ còn mình đừng đổ thừa hoàn cảnh nha. Thật ra trên cái giường bệnh và trên cái giường chết, trong cái giây phút hấp hối thì một vị hòa thượng hay là một tín nữ giống hệt nhau, chứ không có cái chuyện là vị đó suốt đời cạo đầu đắp y, còn tôi là có chồng có con, tóc tai dài thòn khác nhau. Phải nó khác khác ở chỗ nào cũng biết, nhưng mà trên cái giường bệnh, trên cái giường chết hấp hối đó hay, thì một ông hòa thượng tu 80 năm và một bà tu nữ, một cái người tín nữ 80 tuổi ha, thì giống như cha, có nghĩa là cả hai đều phải đối diện với một cái hành trình mù mịt phía trước. Cho nên mình không thể nào mà mình viện dẫn một cái lý do nào đó để mà mình có cái quyền mình dốt giáo lý, hoặc là mình dễ vui, mình biếng nhác trong cái chuyện tu tập. Cái đó là một cái điều cực kỳ sai lầm. Chẳng hạn hoặc là mình có những cái sai mà mình không có biết, thế duy mình nói rằng để tôi lo cho con tôi xong để tôi mới tu, hoặc là để mai mốt có tuổi rồi tôi sẽ tu. Đó là những suy nghĩ mà phải nói là không thể bậy hơn nữa, không thể bậy hơn. Bởi vì nói là nó phũ phàng chứ nó ở đâu đó, tự nhiên nó đủ duyên thì nó chung vô làm con mình, rồi mình công sống cống không sườn, mình đi mình cài mình lo cho nó. Mà nó bạc lắm, nó bạc ở cái chỗ là chỉ cần nó có bạn gái có bạn trai là mình coi như là đứng bên lề của nó rồi, chứ đừng có nói mà nó có gia đình, đừng có kể là nó có sự nghiệp nha. Chuyện gì mà nghĩ không ra mà phải nhìn nhận mình u mê, mình nó xảy chứ u mê kinh hoàng lắm. Nói gì thì nói, ok các vị hỏi tôi nếu mà sư có con sư có thương không, tôi nói tôi thương chứ, nhưng mà có một niềm tin sắt son là tôi không bao giờ vì con mà tôi bán mạng, tôi làm hết mọi thứ thì không, cái gì đó kiếp này là không có rồi đó. Nhưng mà tôi vẫn vững tin 100% là tôi rất là thương con của tôi, nhưng mà kêu vì con mà tôi như quý vị thì không. Tôi nghĩ như vậy, tức là mình phải hiểu một chuyện, tức là nhất là sống ở thế giới này mà vào thời đại này mình thấm cái đó. Bây giờ nó có phone rồi, bây giờ nó có Honda rồi, chỉ cần 15 tới 17 tuổi mà nó có bạn trai bạn gái thì cha mẹ nó chỉ là cái máy rút tiền mà thôi nha, cha mẹ chỉ là cái máy rút tiền thôi, đừng có nghĩ rằng ta có con và đó là con của ta. Đó là một cái suy nghĩ rất là ấu trĩ, rất là trẻ con, một suy nghĩ cổ lũ sĩ cổ lũ hủ củ chuối âm lịch nha. Cái suy nghĩ tôi giờ hết xài rồi, nghĩ đó là con tôi là sai rồi. Theo tôi hiểu thời nay nó có phone, nó có iPad, nó có computer, mình là cái gì, mình là cái máy rút tiền, mình đi cài như con trâu, nó về nó cần mua này mua kia nó lấy rút tiền của mình thôi, chứ còn chẳng là cái tình nghĩa gì hết. Còn các vị nghĩ đó là con, các vị về già mà nó lo là đó tôi không hứa nha, cái đó tự cái vị giao dịch thỏa hiệp với con, chứ còn tôi không tin gì đó. Tôi thấy cái nó khó lắm nha, nó đâu có chồng có con thì mình là... Tôi nghĩ mẹ tôi rất có hiếu, mẹ tôi đối với ông ngoại rất có hiếu, tôi thấy rõ ràng. Nhưng mà có một điều tôi hiểu ngầm là trong lòng mẹ tôi thì mấy anh em tôi vẫn là số 1 rồi. Tôi đem bà già tôi ra để cho các vị tin, chứ còn tôi nói gì khác vị không có tin nha, nhưng mà chuyện tôi có bị phải tin.
là mẹ tôi là người rất có hiếu, hiếu lắm, mẹ có hiếu lắm. Lúc ông ngoại sắp mất, ông ngoại lãnh, ông ngoại đem cơm cho ngoại, ngoại đánh, ngoại đánh, lấy gậy ngoại đánh, ngoại không biết đó là ai nhé. Mà mẹ rất có hiếu, rất có hiếu với ngoại. Nhưng mà theo tôi biết thì trong lòng của mẹ đó, thì mấy đứa con vẫn là số một đó. Mà đôi khi đó là mình cái trong sống cống giường mà lo cho con, mà con thì lớn lên bỏ mình đi biển biệt. Cho nên cái tôi đang nói chữ khó định tĩnh làm sao, có nghĩa là cái tâm mình khó tập trung ghê gớm lắm nha, khó mà tập trung, bởi vì muốn cái samadhi đó, muốn tập trung là cái chuyện đầu tiên là gì? Chuyện đầu tiên là kama, kama cha hi, kama kama cha hát, có nghĩa là ly, ly chi, ly dục. Chữ này rất là khó làm, kama kama cha hát là ly dục, rất là khó làm, khó ghê gớm lắm. Tôi nhắc lại một chuyện mà tôi nhắc hoài tôi vẫn không thấy ngán, đó là mình có trăm ngàn cái để mình thích, mình có trăm ngàn thứ để mình thích, mà những cái thích đó ở đâu nó ra? Là nó do ba cái nguyên nhân. Thứ nhất là do tiền nghiệp nó đẩy mình vô cái hoàn cảnh nào đó và buộc mình phải thích những cái thứ có xung quanh đó, bởi vì nếu mình không thích nó sẽ mình sống. Các vị nghe kịp không? Tôi nhắc lại, có ba lý do để mình thích một cái gì đó, để mình thích hoặc là ghét, là phải ghi xuống thôi. Ba lý do để thích hay ghét thứ gì đó. Một cái này tôi đã giảng 300 ngàn lần rồi nha, mà coi như là cái lớp mình vẫn trơ trơ. Tiền nghiệp. Thứ hai là khuynh hướng tâm lý nhiều đời. Rồi thứ ba là môi trường sống hiện tại nha. Đấy, tại sao mình cũng nhấn mạnh ba cái này, là bởi vì đây nè, chính vì ba cái này nè nó mới quyết định cái chuyện mà mình thích hay ghét cái gì đó. Cho nên bản thân sự vật nó chẳng là cái gì hết, mà chính vì ba cái này nè nó mới làm cho mình thích hay là ghét cái gì đó. Ví dụ như mình thích mặc màu tím hoa cà, màu xanh đọt chuối, màu vàng mỡ gà, rồi mình thích màu hồng phấn, rồi mình thích giày cao gót, mình thích xài đồ da cá sấu, da bò, da hươu, da cừu, rồi mình thích là xài đồ Pháp, rồi mình thích khói thuốc lá, mình thích mùi bia rượu, rồi mình thích đi cái xe dáng nó mềm mềm trơn trơn, còn đi xe cái dáng ngầu. Ví dụ tất cả những cái đó là nó đều do ba cái này cộng lại. Một là tiền nghiệp nó xô đẩy mình vào cái hoàn cảnh sống nào đó, nhớ nha, vì cái tiền nghiệp thì nãy tôi đã nói 300 ngàn là vì cái nghiệp nó đẩy tôi vô xứ châu Phi. Cho nên tôi thấy cái chuyện mà ăn đầu tư đồ sống nó đã lắm. Tôi tưởng tượng mà mình rượt trên cánh đồng khô cỏ cháy, mình rượt bắt được cái con cầu gà bỏ miệng nhai nó đã lắm đó. Nuốt cái béo ngậy, ngon lành, thơm phức, ngọt ngay. Mà trong khi nó cái dân tộc Âu Mỹ mà nó thấy cái chuyện là nó mửa tới mặt xanh nha, nó mửa tới mặt xanh. Mà trong khi mình thì mình thấy con cào cào quá miệng nhai nhai nó đã quá. Đó là do cái tiền nghiệp nó đẩy mình vô cái chỗ đó. Rồi cái thứ hai là do cái môi trường sống đó, do cái môi trường sống, do môi trường sống. Ví dụ tôi là người Việt Nam mà tự nhiên tôi phải thích cái này cái kia của người Việt Nam, bởi vì bà già tôi là người Việt, ông già tôi là người Việt, chung quanh tôi láng giềng bè bạn tôi là người Việt, đất nước tôi sống là đất nước của người Việt nha. Cho nên cứ ngày ngày nha, tháng tháng năm năm mà tôi cứ đi ra đi vào tôi cứ gặp toàn mấy cái đó không, cho nên nó là tôi phải thích nó thôi. Chỉ có một số ít những người mà họ thoát ra khỏi những cái vòng quay của bối cảnh hiện tại rất là hiếm. Chứ thông thường mình cho mình bây giờ mình qua Mỹ và qua châu Âu rồi, mình đi vô trong cái mấy cái khu mà của sinh hoạt, mấy cái khu vực trung tâm của mấy cái dân dân nhập cư biết liền, mình bước vô khu Ấn Độ là mình nghe mùi cà ri mình bước vô khu Ấn Độ là nghe mùi cà ri, mình bước vô cái khu mấy cái shop, mấy cái market của mấy cái siêu thị của người Tàu là mình nghe mùi tàu hũ, nghe mùi xì dầu, nghe mùi dầu mỡ.
Mình bước vô Ấn Độ là phải nghe mùi cà ri, nghe cái mùi hương liệu á, nghe mùi gia vị của họ nó đặc trưng. Để bước vô cái chỗ của người 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 Nhật, bước vô chỗ người Đại Hàn nghe cái mùi rất là đặc trưng đó, tức là họ đã gieo cái nghiệp làm người Tàu, người Nhật, người Đại Hàn rồi, họ đi đâu họ cũng mang cái nghiệp nó theo hết, phải nói như vậy. Và người Việt Nam mình cũng vậy, ai từng đi Âu Mỹ sẽ thấy cái đó, tức là mình ở đâu mình nhìn cái dân tộc nào đi đâu nó mang được cái dáng dấp, cái bóng dáng của quê cũ nó lãng đãng theo họ. Cho nên một là tiền nghiệp nó đẩy mình vào hoàn cảnh đó, thứ hai là do mình sống quá lâu trong hoàn cảnh đó, và thứ ba là cái khuynh hướng tâm lý nhiều đời, cho nên nó mới khiến cho mình thích cái này rồi mình ghét cái kia nhé. Cho nên muốn có được thiền định là đầu tiên anh phải ly dục, mà muốn ly dục là sao, là anh phải hiểu được ba cái này. Dạ, giống như hồi nãy tôi nói muốn biết đủ, muốn tri túc là phải biết Phật pháp ở chỗ đó. Vì phải biết Phật pháp thì mình mới tri túc dễ, phải biết Phật pháp mình mới ly dục nó dễ. Mình phải coi nhẹ cái này, mình phải coi nhẹ nó trước khi bỏ được nó, chứ còn thấy nó là quan trọng, còn thấy nó ghi hướng, còn thấy nó là cái gì đó thì làm sao bỏ nó đây nha. Nên tôi nhắc lại ba lý do để mình thích hay ghét một thứ gì đó: một là tiền nghiệp, hai là khuynh hướng tâm lý nhiều đời, ba là môi trường sống hiện tại. Nhớ nha, từ cái chữ thích cái gì đó gồm cả người lẫn vật, gồm cả đồ dùng lẫn phong cảnh nha, người vật rồi trong đó gồm có đồ dùng và phong cảnh nhé, nằm hết trong đó, người và vật. Tại sao mình thích cái cảnh đó? Ở bên Thụy Sĩ tôi có biết một cô Phật tử dân có ăn học lớn lên ở nước ngoài, cô giỏi Việt Nam có mấy năm, mà cô nói một chuyện mà tôi nghe tôi rùng mình. Cô nói sự biết không, con thèm được ngồi cái xuồng ba lá thế, mà con đi chen chen vô mấy cái rừng cây dừa nước. Trời đất ơi, mà tôi nghe mà nói mà tôi lạnh, tôi sốc luôn, có thể biết làm sao lạnh đâu. Thì tôi rành cái rừng dừa nước lắm, cái lúc mà nước cạn nó sình không rồi, mà gặp ông dừa dẻ mà trong đó là coi như chạy không kịp, mà cái mùi sình nó tanh 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 tanh, mà thêm nữa là cứ hễ chỗ nào mà có dừa nước là mình phải biết cái chỗ đó nó xa chợ xa phố, rồi sinh hoạt đi đứng nó cực kỳ khó khăn. Mà tôi ấn nhất là trời mưa xuống nước nó đục ngầu à, rồi mình chèo xuống mình cảnh cái dừa nước nó mùi tanh tanh, rồi muỗi, rồi ong, thì chưa kể mấy ông thầy rắn lục vậy đó. Mà có người thích cho bằng được, mà thích họ mê là được đi xuồng len lỏi trong mấy cái rừng dừa nước à, đại khái như vậy. Thì tôi kể chị nó nghe rồi buông, nhưng mà nó bổ sung với điều tôi đang nói nha, nhớ nha. Cái ly dục nó khó chỗ tại mình không biết nó là cái gì, và cái cuối cùng là khó đi. Khó đi đúc cả mắt lại khó đi. Cái khó định tĩnh là đút sa mà đó, còn cái khó đi là đúc gần mắt, là khó đi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái hành trình, cái sự có mặt ở trong đời này nè, nó có hai cái khó. Sự có mặt này. Con đường đời có hai chuyện khó nè. Một, khó vì thuận dòng, không chỉ thuận thì trong kinh mình nói thôi, ngoài đời đi, khó vì xuôi dòng, khó vì ngược dòng. Tôi đang khi mà tôi phân tích ở đây này, các vị sẽ thấy là vấn đề nó dễ rồi đó. Khó vì xuôi dòng là sao? Có nghĩa là mình thích cái gì thì mình làm cái đó nha, mình thích ăn cái gì thì mình ăn cái đó, mình thích nói cái gì thì mình nói cái đó, mình muốn suy nghĩ cái gì thì mình cứ suy nghĩ cái đó, thì nó gọi là sống thuận dòng, sống xuôi dòng. Mà các vị biết rồi, chỉ cần mà phàm phu mình, chỉ cần mình thích cái gì mình làm cái đó là coi như 99,9% là toàn chuyện tào lao, toàn chuyện tầm bậy không. Cái vị về gác chân lên trái suy nghĩ coi đúng không, phàm phu của mình. Mà nếu mà mình gọi là cho mình thả ga đó, à, mát trời đất á, tức là mình muốn làm gì mình làm á, thì 99,9% là toàn những tầm bậy không à. Cho nên cái cách sống nó gọi là cái sống xuôi dòng. Mà tại sao cái nó khó là khó vì cái xuôi dòng là sao? Bởi vì khi mà mình sống thả vàng là mình sẽ sống bất thiện, mà hễ nhân bất thiện thì nó sẽ cho cái quả khổ. Các vị nghe kịp không? Hễ nhân bất thiện thì nó sẽ cho cái quả khổ, dĩ nhiên rồi.
sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối mà làm sao không cho quả khổ được. Trên cái khó, cái con đường đời nó khó đi là vì hai lý do. Một là nó khó là vì cái sự xui dòng của chúng sanh, có nghĩa là mình cứ sống theo bất thiện thì mình sẽ bị quả khổ. Rồi cái khó thứ hai là gì, là cái khó đến từ cái sự ngược dòng, đó là cái khó của người tu hành đấy. Có nghĩa là lẽ ra cái chữ lẽ ra đây là cái chữ này nó khó nuốt, cái chữ lẽ ra là cái chữ này khó nuốt à. Lẽ ra thì mình không có khổ như vậy, lẽ ra thì mình không có nhịn như vậy, lẽ ra thì mình không có cho cái món đó, lẽ ra thì mình không có làm cái chuyện khó khăn đó. Nhưng mà vì mình là người tu cho nên cái chữ lẽ ra nó nhiều khi mình phải nhắm mắt ngậm ngùi gạt lệ mà đẩy nó qua một bên, không còn lẽ ra nữa, mà vì là mình người tu mình phải như vậy. Chứ giờ đó mà còn có cái lẽ ra lẽ vô gì nữa nha. Cho nên ở đây cái chuyện cái đường đường cái đường, đây cái vị Đức Phật ngài xác nhận đường đời nó khó đi là chỗ đó, nó khó đi là vì hai lẽ. Một, cái khó điều thứ nhất là vì cái sự xui dầm, mãi xui dầm là bất thiện, bất thiện thì cho quả khổ. Như vậy thì rõ ràng cái dòng luân hồi mà đầy quả khổ nó chờ mình làm sao mà nó không khó được. Nhưng mà cái khó thứ hai mới là cái khó của bài kinh này đang nói này. Cái khó thứ hai chính là cái hành trình ngược đời của bậc bậc thánh nha. Tôi nhắc lại, cái khó của bài kinh này nè chính là cái khó thứ hai mà tôi vừa nói, đó là hành trình ngược đời của một người bậc thánh hoặc là cái bậc tu hành theo cái con đường của hiền thánh. Chính ngài sẽ lại ngài cái viết từng thưa với Đức Phật câu này: Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng đời sống phẩm hạnh là một con đường đầy hiểm nạn. Và Đức Phật đã xác nhận đúng vậy này cái, nếu nói một cách chính xác thì phải nói như vậy, nếu nói một cách chân chánh thì phải nói như vậy. Con đường phẩm hạnh là một con đường hiểm nạn, là một con đường khó khăn, một con đường đầy chông gai, đầy thử thách, một con đường khó mà bước đi này cái kiếp. Nếu nói một cách chân chánh, nếu nói một cách chính xác thì phải nói như vậy. Hai vị đại hiền thánh mà nó phải nhìn nhận với nhau cái chuyện đó, cái vị nghe có lạnh xương sống. Cái con đường phẩm hạnh là con đường rất là khó đi, là vì sao, là vì nó là ngược dòng, nó có hai thứ ngược dòng. À, bây giờ mình càng nói thì càng đi sâu nữa. Thứ nhất là con đường đời nó có hai cái khó đi. Một là nó khó là vì xui dầm, nãy tôi đã giải thích rồi. Xui dầm đây nghĩa là đi theo cái bất thiện, mà bất thiện này cho quả khổ, đó là cái khó thứ nhất. Cái khó thứ hai là cái khó vì ngược dòng. Làm sao thì cái khó ngược dòng này nó gồm có hai thứ: một là nó chổi lại, thì chắc phải giải thích quá. Khó vì xuôi dòng có nghĩa là khi sống theo bất thiện thì phải chịu khổ báo. Đường luân hồi vì vậy mà khó đi hơn. Đó, khổ và xuôi dòng này vậy đó. Rồi cái khổ vì ngược dòng là do tu thiện pháp ta phải đối diện với cái gì, với hai cái khó. Một là đi ngược lại khuynh hướng tâm lý nhiều đời của mình, đó là cái khó thứ nhất. Cái khó thứ hai, cái khó thứ hai là gì? Đi ngược lại trào lưu thiên hạ. Đó, đó nó khổ vậy đó, đi ngược lại trào lưu thiên hạ. Các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không? Rồi chết sạch rồi.
Cảm ơn. Các vị nghe nghe rõ không? Cái con đường khó đi nó gồm có hai. Một á, là nó khó đi là vì cái xuôi dòng là sao? Là hãy xuôi dòng là phải đi theo bất thiện rồi nha, mà hãy bất thiện thì cho quả khổ, mà cho quả khổ thì dứt khoát là cuộc luân hồi nó khó đi lắm. Thí dụ như cho quả khổ là mình phải làm trùng làm dế, rồi phải sa đọa đi địa ngục, rồi làm người thì thôi sống thiếu thốn chật vật đủ điều hết. Mà những cái này nó đâu nó ra là do mình từng từng sống xuôi dòng, nghĩa là muốn gì làm đấy. Cho nên đường luân hồi mình nó đầy những cái quả bất thiện, đó là cái khổ do xuôi xuôi dòng. Còn cái khó mà do ngược dòng làm sao? Cái khó do ngược dòng là, cái khó do ngược dòng là, một là mình đi ngược lại khuynh hướng tâm lý nhiều đời của mình. À, cái khó thứ hai là đi ngược lại trào lưu của thiên hạ. Hả? Mà đôi khi đó người ta nói ai đi ngược lại bánh xe lịch sử thì sẽ bị lịch sử nghiền nát. Cái câu là người ta nói nghĩa khác, nhưng ở đây tôi muốn nhắc lại cho các vị thấy rằng người tu là cái kẻ sống ngược đời. Hả? Sống ngược đời tức là lẽ ra những cái chỗ đó người ta phải hành động như vậy, mà mình không hành động như vậy thì thiên hạ làm sao họ chịu nổi nha. Ở đây nó bị cái phổi máy tôi đang bị thấp áp nhiều quá, cho nên tôi nói trước nha là có khả năng là mình phải chia tay rồi đó. Cho nên ở đây nó có hai nha, các vị nhớ chừng có hai. Một cái khó đi nó gồm có xuôi dòng và cái khó đi vì cái ngược dòng. Thì cái khó vì xuôi dòng là nói rồi, cái khó vì xuôi dòng nghĩa là vì sống bất thiện cho nên là mình sẽ gặp khó khăn về quả. Rồi các bạn có ghi thêm cái này, sống mà xuôi dòng á ta sẽ gặp khó khăn về quả, còn sống ngược dòng á thì gặp khó khăn về nhanh. Biết ghi có hiểu không? Ghi có hiểu ở đâu đó không? Buổi sáng nay là cái bài kinh thì mình giảng rất là sâu, giảng sâu à, mà cái chỗ này mà không nhớ là uổng lắm nha. Cái chỗ này là phải nhớ. Đời sống khó sống là vì sao? Là vì nếu ta sống xuôi dòng á, thì ta cũng khổ, mà ta sống ngược dòng thì ta cũng khổ. Là vì sao? Sống xuôi dòng mà khổ là sao? Là vì sống xuôi dòng là mình sẽ gặp toàn là cái quả khổ không, mình sống bất thiện mà. Còn sống ngược dòng thì ta cũng sẽ khó đi, là bởi vì ta gặp toàn là cái nhân khó không. Có nghĩa là sao? Giữ giới là nhân đúng không? Đầu đà có phải là nhân đúng không? Rồi tri túc là nhân phải không? Rồi kham nhẫn có phải là nhân không? Toàn là nhân không, là nhân. Thì cái khi mình sống thiện á thì lúc mình gieo nhân á thì rất là khổ, nhưng mà lúc hưởng quả rất là vui. Còn mình sống bất thiện á thì lúc gieo nhân á thì nó dễ, nó vui, mà lúc hưởng quả thì nó khổ. Tôi nói không biết có bị còn nhớ không? Nếu mà cho mình là muốn sống làm sao sống không có ác nghiệp thiện nghiệp gì hết thì tôi là người đầu tiên tôi nói cái này này là thì coi như cũng là hy sinh đó chứ, đúng là cái chuyện chuyện kính tôi không nói. Chứ nếu mà đừng có nghiệp ác gì hết thì tôi mê câu cá vô cùng, các vị biết không? Tôi mê lạ lùng với những cái nghề sát tôi thích lắm, như cái nghề mà săn bắn. Mình tưởng tượng mình ngồi có một cây súng mà nó có cái ống ngắm đó. Ngày xưa thì bắn khó chứ bây giờ bắn dễ đó. Nó bắn cái súng súng săn tối tăng lắm, ban đêm nó có cái kính hồng ngoại nha. Mình cứ ngồi mình nhìn, mình ở trong lều, mình ở trên cây, mình làm nó có những cái đồ cái ghế để mình treo cây đã lắm. Mình cứ ngồi nó là mình cứ có cái kính hồng ngoại để mình nhìn thế nó di động, là mình cứ siết thôi, siết cò thôi, săn bắn. Cái cảm giác mình săn nó đã lắm. Với cảm giác mà mình ngồi câu cá đó, mà mấy con cá mà cá nhỏ đó, thì không nói gì mấy con cá to đó, cảm giác đã lắm. Thì mình coi phim là mình biết rồi, đã lắm cái cảm giác coi câu cá đã lắm, săn bắn nó đã lắm. À, rồi ăn uống rồi cắm trại ngoài trời rồi sống rồi có về có bạn nó vui biết rồi bao nhiêu. À, đó là sống 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 xuôi dòng đó. À, nhưng mà cái quả đó thì trời ơi đó hỏi. À, bây giờ mình tưởng tượng nó là một con cá mà nó nuốt cái lưỡi câu rồi mình giật nó ra nó khổ cỡ nào, rồi tới hồi quả nó trổ thì sao? Là tới hồi mình nó trổ nó bị những cái bệnh lạ đó, bác sĩ phải khoét một cái lỗ ở ở ở ở cổ mình á rồi mới đổ thức ăn vô. Các vị có biết cái bệnh đó không? Các vị có biết gì nữa không? Rồi khỏi biết luôn. Các vị mà gặp cái chuyện mà ăn mà đổ qua một lũ muỗi đó mới mới là lạnh sống. Có người thì khoét ở cổ đổ thức ăn vô, có người thì họ đưa cái đường ống
nghe thức ăn vô lỗ mũi, trời ơi tôi nhìn với nó, tôi sống chi nữa trời. Rồi miệng mồm nó lở loét là xưa thì nó dĩ nhiên nó biết bao nhiêu nghiệp, chứ không phải là, tôi nhắc lại, nó có tới 1 tỷ chứ không phải là một, không phải là duyên nghiệp câu cá không. Nhưng mà mình nhìn mình thấy mấy con cá mà nó bị giật sứt mép đó, thì mình nghĩ cái nó đau cỡ nào hả? Rồi nó nuốt vô trong cổ mình mới giật cái gần câu đó ra. Tôi có coi cái phim của Đại Hàn mà cái anh tự tử bằng cách là nuốt mấy dây câu đó. Trời đất ơi tôi kể là tôi còn lẫm thân sống, anh tự tử bằng cách là nuốt mấy dây câu, trời đất ơi ớn quá sức ớn. Cho nên á, là cái mình sống xuôi dòng á, thì nó sướng cái chỗ hành động, lúc hành động nhưng mà nó khổ lúc hưởng quả. Còn cái sống ngược dòng á, thì nó khổ lúc mà gieo nhân nhưng mà nó lại sướng lúc hưởng quả nha. Đó rồi coi như xong rồi kênh này, xin chào các vị, hẹn các vị vào thứ bảy. Rồi xin kính chào.